Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Minh An Computer. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra thông số cấu hình của một bộ PC hoặc laptop mà không cần phải cài đặt phần mềm từ bên thứ ba. Các bạn lưu ý, những kiến thức mà mình chia sẻ trong video này thì hoàn toàn là cơ bản và không có gì là cao siêu cả. Tuy nhiên, mình thấy rất là nhiều bạn không am hiểu về công nghệ thì sẽ không nắm bắt được. Và đó chính là lý do mà mình thực hiện video này. Giờ thì không dài dòng nữa, hãy cùng mình bắt đầu thôi nào. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ click vào thanh tìm kiếm của Windows ở phía góc dưới đây, sau đó gõ cho mình từ Run, hoặc các bạn cũng có thể giữ phím Windows và phím R. Tiếp theo, các bạn sẽ gõ cho mình từ DXDIAG. Sẽ có một bảng hiện lên như thế này. Tại đây, các bạn có thể kiểm tra thông số cấu hình của máy. Ví dụ như ở dòng System Model sẽ là thông số về mainboard. Máy của mình thì đang sử dụng dòng main là Z390 Aorus Eline. Ở dòng Processor thì sẽ là chip xử lý. Máy của mình đang sử dụng chip Core i9-9900K. Ở dòng Memory thì sẽ là RAM, ở đây mình đang sử dụng 32GB RAM. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể kiểm tra thêm được về phiên bản Windows đang sử dụng. Ví dụ như mình đang sử dụng Windows 10 Pro 64bit hoặc là phiên bản BIOS, v.v. Chuyển sang tab Display, tại đây thì sẽ là thông tin về card đồ họa của máy. Máy của mình đang sử dụng card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1070. Nếu như các bạn nào mà không sử dụng card rời thì máy sẽ hiện là Intel HD hoặc là AMD Radeon, tùy vào chip xử lý mà các bạn đang sử dụng nhé. Ok, tiếp theo để kiểm tra ổ cứng thì sao? Các bạn tiếp tục click vào thanh tìm kiếm của Windows và gõ cho mình từ khóa Computer Management. Bây giờ các bạn sẽ chọn vào mục Device Manager, sau đó chọn vào Disk Drive. Ở đây thì mình đang sử dụng 3 ổ cứng, đó là một ổ SSD 256GB và hai ổ HDD, một ổ là 1T và một ổ là 2T. Nhân tiện đang nói về ổ cứng thì mình cũng sẽ chỉ thêm cho các bạn cách để kiểm tra xem là máy các bạn đang sử dụng ổ cứng HDD hay là SSD nhé. Các bạn sẽ click vào thanh tìm kiếm của Windows phía dưới này, sau đó tìm cho mình ứng dụng Windows PowerShell. Bây giờ thì các bạn sẽ gõ cho mình từ khóa đó là get gạch ngang physical disk, sau đó gõ Enter. Máy sẽ hiện ra thông số như sau, và cột MediaType thì sẽ ghi rất rõ là ổ cứng của các bạn là loại SSD hay là HDD. Những từ khóa này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé, các bạn có thể copy ở dưới đó. Ok, hy vọng sau video này thì các bạn có thể tự mình kiểm tra được thông số cấu hình của chiếc PC hoặc laptop mà các bạn đang sử dụng. Và nếu thấy hay thì hãy ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.